Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin Thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 5 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, kiểu thời tiết có mưa nhiều mây ở Bắc Bộ vẫn còn tồn tại do ảnh hưởng của hệ thống dãy thấp. Tuy nhiên, trọng tâm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và một số tỉnh ven biển khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 30 đến 34 độ. Thời tiết tại Bắc Bộ thay đổi từ nắng nhiều nhiệt cao sang trạng thái nhiều mây âm u, có mưa rải rác sẽ tạo điều kiện để bệnh nấm sương mai hại hành phát triển và gây hại. Vết bệnh phát sinh trên cây hành với hình thù bất định, màu trắng xám rồi to dần và có màu xám tím. Sau đó trên mặt vết bệnh sẽ hình thành một lớp bông xốp màu trắng. Chính lớp bông xốp này là những bào tử phân sinh làm bệnh lây lan rộng. Còn sợi nấm ăn sâu vào các tế bào thịt gây chết mô tế bào. Để phòng trừ bệnh hiệu quả, bà con nên thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các triệu chứng của bệnh đảm bảo độ ẩm thích hợp đạt khoảng 80% độ ẩm đồng ruộng bằng cách duy trì mực nước trong rãnh luống luôn ở lưng mắt cá chân. Tưới phân kali 1 đến 2 lần tùy theo tình hình sinh trưởng của từng ruộng với lượng 2 đến 3 kg một xào một lần. Ngoài ra, bà con chú ý phun trừ kịp thời khi 2 đến 3% khóm có vết bệnh vừa chưa phát sinh. Trở lại với những thông tin thời tiết tại khu vực Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn chưa có nhiều thay đổi, ban ngày vẫn có nắng mạnh cùng với nền nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 38 độ cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 34 đến 37 độ ở khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Lui vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày mai vẫn là ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và 33 đến 36 độ đối với các tỉnh Nam Bộ. Đến chiều tối, những cơn mưa rào và rông vẫn xuất hiện, người dân cần đề phòng có tố lốc và gió giật. Thưa bà con, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trên những cây ca cao thiếu bóng tre để ánh nắng chiếu trực tiếp vào thân cành trong một thời gian dài sẽ gây ra bệnh khô vỏ thân. Nấm bệnh sẽ gây hại trên thân cây, cành và lá. Trên thân và cành, nấm xâm nhập vào lớp tế bào dưới biểu bì, tạo thành những vết sậm màu. Sau đó thì vùng nhiễm bệnh xuất hiện bào tử màu vàng cam. Vỏ thân bị khô từng mảng, nếu bị nặng, cây sinh trưởng kém, lá vàng và rụng. Một số cành sẽ bị khô. Trên lá thì vết bệnh là những đốm màu nâu tròn, nhiều đốm liên kết nhau làm cháy lá bà con nên chú ý phòng trừ bệnh theo một số gợi ý dưới đây. Bón phân và tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng tốt, tạo vườn ca cao có đủ bóng tre, phun hoặc bôi vào vết bệnh theo chỉ định của cán bộ nông nghiệp địa phương. Tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi cho đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Đối với các tỉnh Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh cho cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ và cao nhất từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc còn nắng nóng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực các tỉnh Nam Bộ mới thay đổi ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Bản tin Thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.